Chào, tôi là giám đốc điều hành của Tip One Exchange. 500 thành viên đăng ký mỗi ngày và đây là nền tảng phát hành tiền tệ chỉ bằng một bức ảnh. Thật là một điều kỳ diệu khi có rất nhiều người đổ xô vào trang web. Tôi đang tuyển dụng các CEO tip ở 70 quốc gia trên thế giới. Nếu bạn quan tâm đến việc kinh doanh tiền xu ở quốc gia bạn đang sống tiếp nếu bạn muốn trở thành nhân viên chính thức của nền tảng, vui lòng gửi email cho tôi. Được đảm bảo mức lương cao. Ngoài ra, các CEO và nhân viên ở 70 quốc gia trên thế giới có thể nắm giữ một lượng tiền bâu ơ khổng lồ. Nếu bạn muốn làm việc cho một công ty toàn cầu, hãy gửi email cho tôi bạn sẽ trở nên giàu có. Chấm hỏi Vậy thì video hôm nay là thông điệp từ Chúa sẽ giúp bạn trở nên giàu có. Kiếp trước của tôi là Abraham. Tôi dự đoán mọi sự kiện lớn xảy ra trên thế giới. Tôi mang đến cho bạn một thông điệp từ Chúa có thể giúp bạn trở nên giàu có. Tôi hiện là chuyên gia tài chính, giám đốc điều hành của Tip Platform và giám đốc điều hành của Tip Coin Foundation. Tuy nhiên, kiếp trước của ông là Abraham mẫu số chung của tất cả các vị thần trên thế giới là tình yêu. Tất cả thông tin của tôi đều được công khai trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội và YouTube. Bạn thật may mắn khi được gặp tôi. Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến khi ra mắt tip trên là 1.000%. Mục tiêu là ria coi. Đồng Cadia được liên kết với đồng tiền tip của tip Exchange đây là chiến lược thương hiệu nhằm cung cấp đồng xu kim cương ở mức giá thấp nhất để kỷ niệm sự ra mắt của Tip One Exchange. Đây là một chiến lược tiếp thị nhằm quảng bá Tip One Exchange bằng cách dự đoán lợi nhuận tối thiểu là 1.000%. Tip Exchange sẽ mở rộng đáng kể giống như nần. Mua càng nhiều kim cương càng tốt. Sự giàu có của bạn sẽ tăng gấp 10 lần. Kiếp trước của tôi. Abraham đang gửi cho tôi một thông điệp từ Chúa. Bạn có biết về loại tiền tệ duy nhất trên thế giới mà mọi người trên thế giới sử dụng không? Một loại tiền tệ thế giới trị giá 7.200 đô la Mỹ. Nó sẽ tăng 30.000% lên 150 đô la Mỹ vào năm 2025 và lên 436 đô la Mỹ sau năm 2026. Nó sẽ tăng 87.000%. Tổng các ký tự chữ và số trong tên của đồng tiền này là 10. KDIA Coi Foundation có nhiều đồng tiền như thế này. Do đó, đồng tiền của chúng tôi cũng sẽ tăng vọt. Mua 1.000 đô la Mỹ KDIA Su tôi sinh ra là một người Hàn Quốc và truyền bá thông điệp về tình yêu và hạnh phúc thông qua sự mặc khải của Chúa. Tên tiếng Hàn của tôi là Cha Qua Sân. Bạn có tin vào Chúa không? mẫu số chung của vị Thiên Chúa mà bạn tin tưởng, Chúa Giêsu, Thánh Ala, Đức Phật, Thích Ca Mâu Ni và tất cả các vị thần trên thế giới chính là tình yêu thương. Hơn 20 năm qua, tôi đã gặp Đức Phật, Chúa Giêsu và Chúa trong giấc mơ của mình. Nhờ sự mặc khải từ Chúa và Thiên Đường, tôi cung cấp bữa ăn miễn phí cho 500 người đói mỗi ngày. Câu chuyện giấc mơ và câu chuyện bữa ăn miễn phí của tôi đã được đăng dài kỳ thành khoảng 300 cuốn tiểu thuyết trên YouTube. Tôi đã được rửa tội tại Vatican ở Rome và nghe thấy tiếng Chúa từ trời cao. Tôi nhìn thấy đồng xu 100 triệu won của thế giới trên bầu trời. Tôi đã tạo ra một nền tảng để khai thác tiền Cadia miễn phí nhằm tạo ra thế giới mà Chúa muốn và bây giờ tôi đầu tư tài sản cá nhân của mình để khai thác miễn phí đó là thế giới. Tôi đã tạo ra một nền tảng tiếp cho những người đang đói và đang ngủ trên khắp thế giới. Trên đường phố mà không có một đô la một ngày, Kadia Coi được người Hàn Quốc khai thác miễn phí. Sau đó được sáp nhập với Tip Coi, đổi tên thành thương hiệu toàn cầu và được liệt kê dưới dạng Tip Coi. Mọi người trên khắp thế giới đều khai thác Tip Coi miễn phí. Tuy nhiên, đây là loại tiền có giá trị mà người Hàn Quốc phải trả 200 đô la Mỹ mỗi tháng để khai thác. Sàn giao dịch Kadia coi nơi người Hàn Quốc đã khai thác miễn phí trong 10 năm là Digifinex. Sau khi niêm yết, nó đã tăng 1 triệu 200 nghìn phần trăm từ 0,01 đô la Mỹ lên 80 đô la Mỹ và mức giá thấp nhất hiện tại là 0, 0,001 USD giá thấp nhất 80 triệu xu sẽ sớm biến mất. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó vượt qua mức giá cao nhất trong phân tích kỹ thuật? Từ 100 đô la Mỹ đến 20 triệu đô la Mỹ bạn là một anh hùng kỳ diệu. Giấc mơ về một điều kỳ diệu. Đồng xu Cadia của nền tảng tiếp đã được phục hồi bằng cách mua 99% nguồn cung lưu thông từ nền tảng khối lượng giao dịch chưa phục hồi chỉ chiếm 1% tổng khối lượng giao dịch. Quỹ để mua tất cả 99% nguồn cung lưu hành và mang đến cho bạn cơ hội làm giàu. 0,0001 USD là mức giá thấp nhất và không thể giảm thêm nữa. Tìm một sàn giao dịch ở nước ngoài và mua tiền KDIA ở mức giá thấp nhất trên sàn giao dịch Digifinex. Nếu bạn thực sự muốn trở nên giàu có hãy nhớ câu chuyện của tôi. Cardia coi có giá thấp nhất. Bạn có thể có nhiều tip coi bằng cách mua số lượng ở mức giá rất thấp và đổi chung lấy tip coin. Nền tảng tip được tạo ra nhằm xây dựng một mạng lưới truyền thông xã hội toàn cầu nhằm giúp đỡ tất cả những người nghèo ở Đông Nam Á đang đói và không đủ khả năng chi trả dù chỉ một đô la mỗi ngày để ăn. TIPSWEB3 com phân phối một cách tự nhiên một phần lợi nhuận được tạo ra khi nó phát triển cho nhiều người tham gia khác nhau. Giá trị tương lai của 200 triệu người đăng ký Twitter được Elon Musk mua lại là 2.500 đô la Mỹ cổ phiếu. Lời khuyên nếu nó có quy mô như Twitter, bạn là chủ sở hữu 2.500 đô la mỗi ngày. Mẹo nếu tiếp có quy mô như tuy. Nếu bạn nhận được doanh thu quảng cáo mỗi ngày thì đó là của bạn. Bất kỳ ai trên thế giới đều có thể in tiền trên một nền tảng duy nhất, bất kể quốc gia. Nền tảng tip là thế giới mà bạn tin rằng Chúa muốn tạo ra. Tại tipswib3.com, mọi người trên khắp thế giới có thể kiếm tiền bằng một bức ảnh mỗi ngày. Nếu bạn không có Bitcoin hãy tạo loại tiền tệ của riêng bạn tại tipswib3.com. Tip là một nền tảng được tạo ra nhằm tạo ra một thế giới nơi tất cả người nghèo trên thế giới, kể cả những người ở Đông Nam Á và Châu Phi. Những người không thể ăn ba bữa một ngày vì thiếu tiền, đều có thể sống hạnh phúc. Người tạo ra tipsweb 3 com là một người Hàn Quốc tên là Cha Qua Sân anh ấy đã sử dụng quỹ cá nhân của mình để tạo ra TIPSWEB3.com và tạo ra thế giới mà Chúa mong muốn trên khắp thế giới. Thế giới mà Chúa muốn là tình yêu. Tình yêu có thể thay đổi thế giới. Tip đã tạo ra con đường duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của nghèo đói anh ấy mang lại hy vọng cho những người không thể ăn nếu không có một đô la một ngày và cho những người vô gia cư và sống trong lều trên đường phố chuẩn bị cho một thế giới mới tại tipsweb3.com. In tiền từ điện thoại của bạn và biến nó thành của bạn. TIPSWEB3.com là một công ty do Chúa Abraham tạo ra nhằm mang lại lợi ích cho người dùng. Hãy lan tỏa tình yêu đó là ý muốn của chúa trở nên giàu có